đội tuyển Thái Lan bị bỏ đói. Trong chuyến đi hơn 10 tiếng từ Georgia sang Estonia du đấu, đội tuyển bóng đá Thái Lan không được ăn gì vì liên đoàn thiếu quan tâm. Ngay sau khi đi xe bus tới Estonia hôm 15 tháng 10, đội tuyển Thái Lan phải tới một cửa hàng ăn nhanh do bị bỏ đói trên máy bay từ Georgia, theo Thai Rác. Tiền vệ 22 tuổi Chanang Tomsika thậm chí mua đồ ăn nhanh cho vào túi ni lông để ăn thêm khi lên xe bus. Thái Lan không thể bay thẳng từ Georgia sang Estonia vì biên giới Ukraine đang đóng cửa. Thay vào đó, họ phải bay từ Georgia sang Latvia hết 5 tiếng, rồi đi xe bus từ Latvia sang Estonia. Trong toàn bộ chuyến đi này, họ không được liên đoàn sắp xếp cho bữa ăn nào. Lịch trình trễ và mất thời gian đi ăn khiến thầy trò Mano Polkin phải hủy một buổi tập hôm qua. Thay vào đó, họ chỉ ngâm mình trong bể bơi khách sạn. Đến tối, Thái Lan mới tập buổi đầu tiên ở Estonia, chưa đầy 2 ngày trước khi đá giao hữu với chủ nhà. Khó khăn của tuyển Thái Lan hiện tại được cho là vì Liên đoàn bóng đá FAT thiếu quan tâm. Trong đợt tập huấn châu Âu lần này, huấn luyện viên Polkin không có lực lượng mạnh nhất, thiếu những cầu thủ từ các câu lạc bộ như Pathum, Bangkok hay Buriram. Chủ tịch các câu lạc bộ này cũng là những thành viên cấp cao của FAT, nên họ không nhả cầu thủ cho đội tuyển dù Thai League đang nghỉ lịch FIFA. Truyền thông chê trách ông chủ các đội bóng, trong đó Thai Rác đăng bài kêu gọi quan chức chính phủ hãy cứu lấy bóng đá Thái Lan. Thiếu các trụ cột như hậu vệ Thiratong Bunmathan, tiền vệ Sarajuoi, Chanathip Songkrasin hay tiền đạo Tirasin Danda, Thái Lan vừa thua đội đứng vị trí 79 FIFA Georgia 08 ở trận giao hữu hôm 12 tháng 10. Estonia đứng thứ 115 FIFA, hơn Thái Lan 3 bậc, nên sẽ là đối thủ dễ chịu hơn với thầy trò Polkin ngày 17 tháng 10. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.